Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngôn. Ok các bạn, vừa rồi chúng ta vừa tham quan một cái buổi thi đấu rồi. Thì bây giờ đã kết thúc rồi, giờ mình sẽ phỏng vấn anh Thanh Lái Thiêu ha. Để coi coi là cái cuộc chơi này cần phải chuẩn bị gì. Nhờ anh chia sẻ. Ok, anh chuyển qua bộ môn này chắc cũng lâu rồi ha. Này hai anh em mình chơi từ con gà xong anh qua đây luôn đúng không? Này cũng 7-8 năm ha. 7-8 năm rồi. Bạn thấy anh chơi hay ghê, chơi nó tổ chức đồ này nọ thứ và chơi chi sâu các bạn. Giờ có chỗ nào ngồi không ta? Ngồi đâu cũng được. Lên đây đi. Để mà có một con chim mà đi đi ra đấu trường kiểu này nè anh Thành. Ừ. Phải chuẩn bị đồ nhiều không anh? Đúng rồi, nó mình phải kiếm từ những con cục thi nhỏ. Từ cục thi nhỏ. Kiếm những con chim tố chắc. Dạ. Rồi phải vô vòng trong rồi mình theo dõi nhiều dặn. Dạ. Mình mới đem về mình nuôi lại. À. Với một phần dầu màu này nuôi là phải ổn định. Ổn định. Ăn uống là nắng nôi phải đều mỗi ngày chứ không phải lâu lâu trăm lần mà có giải được. Dạ. Tập thể lực đâu tập lâm hết. Rồi. Rồi phải có lồng lực 1m2. Đúng rồi. Tên em cái lồng lực này em thấy bữa em thấy trên Facebook của ai ta làm chế banh đúng không ta, cân bằng đó là dạng như người ta hay diêm vọng chơi á, chứ còn nếu diêm đấu làm vậy nó sẽ sợi nó quản muốn nó đâu có hay. Dạ. Cái này nó chỉ bay nó đủ không gian nó bơi qua bơi lại đúng rồi, trời y như nó giãn găng vậy thôi, y như. Dạ. Mình mấy người cầu thủ chạy trước vậy. Còn anh là anh ví dụ như anh muốn tìm một cái con chim mà có tố chất là anh phải đi những cái giải nhỏ đúng rồi, thì anh giải tầng y như những cái giải tầng này nè. À, giải tầng mới theo dõi nhiều chặng. À. Ví dụ chim này nó có con thì nó đi cũng có giải nhưng mà mấy lần sau sẽ rớt. Dạ. Nó không có ổn định như những chim khác này. Dạ. Mình phải kiếm những chim mà ví dụ từng này lấy chung kết từng sau ít lắm phải top 20 rồi từng tới thì vô giùm lòng 10 con vậy đó. Dạ. Thì mình mới tuyển về nhà để mình chơi. Về xong rồi mình huấn luyện đó đúng rồi, rồi mới đi giải lớn. Giải lớn. À. Đi ví dụ 500-1 triệu trước. À. Rồi có giải ổn định mới đi giải xe máy. À. Ở đây là 1 tháng 4 có giải 10 xe nè. 1 tháng 4? Ừ, anh điện okay, bữa, bữa đó lên chơi. Ừ, 1 tháng 4 đó anh bê tôi dắt giải. Dạ. 10 xe. 10 xe luôn. Ừ. Là vô chùm lòng là được xe. Ồ, giải nhất là được xe luôn. Nhất là quy xanh. Quy xanh luôn. Ừ. Em thấy có giải nhưng mà có giải ngoài cái xe còn có giải biển số nữa mà ta. Mấy lần em thấy anh hay đó, là cái đó anh chơi sưu tập chơi cá nhân thôi. Ừ. Có bữa hổm trên trong Tết là Timo á. Dạ. Là thi giải nhất xe hơi. Xe hơi luôn. Chiếc gì anh? Đó là chiếc Vios. Vios luôn. Là vé 20 triệu. À, một lồng treo lên. Một lồng 20 triệu. Nhưng mà quy mô nó là bao nhiêu lồng ta? Nó thường từ 120 đến 200 lồng. Wow. Tùy theo giải. Một lồng 20 triệu mà 200 lồng là 4 tỷ. Trời ơi, giải lớn dữ. Nếu mà 200 lồng là 4 xe. 4 xe hơi. Thì 4 xe hơi cũng tỷ mấy rồi. Nhưng mà quy mô nó là tầm quốc gia chứ. Đúng rồi, đó là thi cả nước á. Cả nước đó là có miền Bắc, miền Trung đồ, nói chung là đủ thứ hội tụ về. Dạ. Đó thì này phong trào người ta chơi là cả nước. Đúng rồi. Thì em thấy nếu mà nói về chim hót thì bây giờ chào màu chắc là đứng đầu rồi. Đúng rồi. Đứng quy mô thi là có thể giải mở rộng là cả ngàn lần. Dạ. Anh có thể giải thích cho khán giả nghe là tại sao con chim chào màu nó lại có cái sức hút đó. Tại vì ngày trước em chơi chim á thì thật sự lúc đó con chào màu như chưa có thi. Đúng rồi. Chào màu lúc đó giống như là giao lưu trong cái nhóm nhỏ nghe hót chơi, chủ yếu lúc đó là lửa là chào màu là giờ mạnh là do phong trào là thi nhiều quá, đấu hót nhiều với nhiều giải. Ví dụ như giờ từ thứ hai đến chủ nhật là ngày nào cũng có ngày thi. Thứ hai chủ nhật luôn. Từ hai chủ nhật là cọi ví dụ sát nhau sẽ lưng phiên. À. Từ ở đây xuống tới Sài Gòn ví dụ như nó sẽ tổ chức mỗi ngày khác nhau. Nhưng một ngày là mỗi một cọi có một ngày. Mỗi cọi có một ngày. Cọi này là như thứ năm nè. Cọi cầu sắt là thứ năm. Yeah. Cọi Đắk Lắc của anh và anh là thứ ba. Yeah. Rồi thứ tư là có cây bàn với chi ăn. Yeah. Rồi thứ năm là cầu sắt với trên Trúc Quỳnh. Oh. Rồi thứ sáu là ở Yến Thanh, Dĩ An. Ừ. Cả ngày cả tuần luôn nói chung rồi, là thứ bảy nguyên cả năm lúc nào cũng có giải hết. Thứ bảy là có Bà Mơi. Yeah. Rồi có gọi Long Tứ, rồi gọi Trúc Quỳnh thi. Yeah. Rồi chủ nhật là gọi Ba Lâm vậy. Nhưng rồi. Mà cái nết chơi của con chào màu á thì nó hấp dẫn ở cái điểm nào mà nó thu hút được nhiều ta? Nó là dạng như là nó thi đấu á, nó bền. Bền. Bền với nó dạng như nó không có ổn định chim á. Ví dụ thu hút là do không phải là mình mua con chim có giải về, mình đi thi sẽ có giải. Dạ. Mà phải do cái kỹ thuật nuôi rồi chăm nữa. Dạ. Ừ. Chứ không phải là em mua con có giải về là đi thi có giải đâu. Dạ.
Bởi thường bởi vì người ta rất là thích là vậy. Có khi nào ở đây giống như có cái nào mà giống như tình huống kiểu dạng trúng số, ví dụ như mình lựa con chim bổi về nó hay có chứ, sắc đó luôn. Cũng có, nhưng mà cái chuyện đó ví dụ như còn số à? Rồi con mua. Rồi con mua. Đó dạng như ví dụ như là có đổi với số không? Đổi cho quen đổi chứ lạ không. 100 con có 1 con vậy. Dạ. Cũng hên đó, là dạng đúng trúng số cũng luôn. Có nhưng mà ít lắm. Nó mấy tờ lấy hết? Tới 28 tờ á. 28 tờ đưa 3 tờ này nè. Tặng bà luôn 2 tờ á. Đúng không? Nè 3 tờ nè. Con đếm mà đếm đủ lận. 3 tờ đó 3 sỉ á. 05. Đếm giùm bà. Rồi 28 tờ. Này hôm bữa mùng 6 mình trúng được 6 tờ giấy số bạn, giờ đổi. Của cũng mua giùm. Thôi tặng bà luôn. Tặng bà luôn á. Bữa cũng đây, mua. Đây anh này ở ngoài Long Thành á. À Long Thành. Ừ. Dạ. Hello anh Huy, nổi tiếng ngoài khu Long Thành á. Dạ. Ngoài thì... Long Thành em có quen anh Túng. Túng. Đây, lại đây. Vẫn là Lý Gào Úc Mèo à? Không, anh Tuấn ảnh ông anh đi cũng đi chấm thi chim rồi nè. À rồi có cái quán cà phê bò sát. Đúng rồi, đó. Dạ. Đây chim bò sát. Anh cũng là hồi xưa anh là diễn viên điện ảnh á. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Ông anh chơi chung thì đến bữa nào cũng luôn. Dạ. Chào quẩy alo Quy. Sáng này ông chấm ở dưới kia kìa. Dạ. Nó chào quẩy alo Quy nè. Muốn gọi chim nào dẫn đi. Dạ. Sáng ông chấm dưới nhưng mà sáng đi công chuyện cái đi qua đây chơi nè. Quy là chiên ở quẩy. Chơi chim nhiều á. Em ngày xưa em chơi lâu rồi mà không có chơi đi cọi này nuôi hót nghe chơi rồi. Đó có con chết ở đầu bự nhìn. Chơi hả? Ừ. Chuyên chơi hàng độc lạ. Chưa em sưu tầm không em sưu tầm chớp màu này em là cũng đủ chớp màu. Xám, chớp xám, cà phê sữa. Kè lửa. Cái gì? Bạch tạng. Rồi cái con mà mình bình thường nhưng mà đầu trắng á, nữ hoàng, nữ hoàng. Chờ lâu lắm rồi. Bò sát với Tuấn không? Có, tại chim mà giả nhà mấy trăm con. Rùa. Dòng Nam Mỹ đâu đầy đủ. Cái con mà anh Thành nói là cái con đó đầu bông cúc. Cái lông nó bị lật ngược không em bỏ lâu rồi. Con đó cũng săn ngoài Đà Nẵng vô. Dạ. Có con cu rồi lên búng tay cái là bay lên. Chiên mà. Sao em bỏ lâu sao đem vô bò sát. Mà không thấy mấy cái động vật. Đủ môn hết. Độc lạ. Dạ. Rùa đâu mấy rùa đâu của Nhật á. Này chắc mấy con bự lắm hả? Bự. Ừ. Cái con bữa quanh mua chụp nó xuống dưới nó mua con rấy gì á, con rấy cá gì á à. Hôm mấy con đó là nguy cấp á, mấy con đó nuôi mạnh lắm à. Con chớp màu này mình chăm sóc á có cần lưu ý gì không anh? Nhiều chứ, cái này nhiều à, cái này là chơi phải chơi chuyên sâu vô mấy nó. Nói chung là nó khó chịu lắm. Nó ví dụ như giờ chỗ đang ổn định ngủ mà em đổi chỗ khác thôi là nó cũng rụt lửa nữa. À. Rồi ví dụ ăn uống á, mà em cho ăn trái cây đồ mát quá cũng không được. Dạ. Cái lúc khai lông á, mình mới ăn đồ mát. À. Còn đa số chim này một tuần là cũng hết 5-6 cử chuối, chủ yếu nó là chuối. Đúng rồi. Hồi xưa em nuôi toàn là cám với chuối không à? Đúng rồi. Rồi mỗi ngày phải bịch cào cào. Bịch cào cào nữa. Ừ. Nó mới có lửa. Dạ. Nói chung cũng khó. Chứ không phải ấy. Chính vì khó nó mới thu hút á. Đúng rồi. Khó bởi vậy này nhiều người vui vui là kêu chào màu là chào máu. Chào máu. Chứ ví dụ mua chim 100 triệu vậy chắc gì mai đi thi có giải. Dạ đúng rồi. Đi cái rớt. Như con chim mà ví dụ anh đang nuôi đi em thích quá em mua về mà em đổi cám đầu này nọ là rất lòng nó tuột liền. Đúng rồi. Nó bị sốc. Nhưng mà trong đó cũng phải có vài con là không bị, nó dễ, thể trạng nó dễ. Dạ. Như con 08 hồi nãy mà bán cho bạn nãy vô chung kết. Dạ. Còn chim chứ anh đưa cho nó. Dạ. Mà đi hay mỹ chung kết. Dạ. Đó là những chim ổn định. Đó bỏ lên đó. Đó mình cũng như hên có duyên á. Dạ. Mua có mấy triệu. À. Mà về nuôi đi thi 6 lần 6 chung kết. Thì cái đó là cái hay á các bạn. Thì giống như nãy mình có giới thiệu các bạn là có những người mà có nhiều kinh nghiệm và ta có cái con mắt nhìn á. Ta nhìn ra được cái tố chất của con chim nào nó mạnh và nó sẽ có tương lai thì người ta sẽ mua lúc đó nó giống như nó chưa tỏa sáng ha. Giá như là chim bình thường như chim bình thường về huấn luyện đồ này nọ chút xíu lên cái đầu nó lấy được giải là nó sẽ tăng cái giá trị lên. Một cái con chim mà chớp màu mà ở Việt Nam mình mà cái giá trị cao nhất theo anh biết mà giao dịch cái giá nó khoảng bao nhiêu ta? Nó hơn tỷ. Ôi
Ghê vậy? Hơn 1 tỷ như luôn. Chim mà nếu mà chơi vào màu thì ai cũng biết con hòa giải, nhưng mà giờ là hơn 1 tỷ. Của ai anh? Của anh Văn Tội trên Bình Dương. À, Văn Tội Bình Dương mình. Nó lấy nhiều xe lắm à. Dạ. Có con đó là cũng như đang nổi tiếng, đang ổn định. Nếu mà cái phong trào này ở cả nước mình thì tỉnh nào sẽ mạnh nhất ta? Nói chung vòng vòng ở trong miền Nam mà chơi nó thi suốt à. Thi suốt. Còn à, miền Bắc với ở ngoại thì mới thi nhiều, ở đây đó thì một tuần hoặc tháng tôi mới thi là. Dạ. Tôi nghĩ cái thời tiết ở ngoài đó nó cũng đúng rồi, nó khó chịu. Ví dụ như miền Bắc lâu lâu cũng có 1-2 tháng lạnh đâu thi được. Dạ đúng rồi. Rồi nuôi phải nuôi sử. Nuôi sử. Mình sưởi, à, đèn sưởi. À. Còn mình ở đây thì thời tiết nuôi hỏi nào ấm áp mát mẻ. Ở đây như được ưu đãi. Dạ. Chơi nó gọn hơn. Ví dụ như hôm nay em thấy trời nó hơi âm u nè, hơi thiếu nắng nè, sẽ có ảnh chim, hưởng tới cái phong độ có của chim. Chim nó sẽ bị xù vũ nhiều. Dạ. Nó không có mạnh mẽ như những lúc mà nắng vừa. Dạ. Như Đà Lạt cũng chơi nhưng mà nó cũng không có mạnh được. Gió lạnh, lạnh, lạnh rồi. Như mưa nữa. Dạ. Như hồi sáng vừa, đúng là hy qua đây nè, chim nó mới đẹp. Dạ. Do mưa mới đem vô nóc nhà, em thấy chim nó quýnh không có mạnh mẽ như ở ngoài đây. Thiếu lúc 20 con ra đây là nó mạnh hơn. Dạ. Còn vô đó là dạng như thi giải pháp phụ, dự bị. Chứ thường thi là phải thi hoài. Với ngày xưa em chơi thì lúc đó con chớp màu người ta nuôi lòng vuông thôi, ấy lòng tròn không à. Đúng rồi. Rồi sau này bắt đầu chuyển, em thấy hầu như chuyển qua hết lòng vuông thì cái điểm mạnh của lòng vuông là cái gì anh? Nói chung là con vào màu mà ta xài lòng vuông, lòng thái, lòng xin á là như ta những con chim mà bị lỗi. À, ví dụ như lòng tròn á, có nhiều con nó chơi được mà khó lắm. Có nhiều con vô vòng vòn sẽ chụp lên nó quái lại. À, còn vô lòng vuông, lòng xin để áp chế lại những cái lỗi đó. Dạ. Tại vì vô thi mà bị lỗi quái ngứa cắn ngang cắn chân rồi nhảy xuống dưới là rớt hết. À, có nghĩa là dựa trên cái nết con chim mà sau này mình thấy là cái lòng nó phù hợp. Những con bu chụp rồi đá quá thì người ta hỏi giữa lòng xin như lòng 08 á. Dạ. Người ta kêu lòng xin. À, cái lòng mà bầu chính giữa. À, là 08 á. Dạ. Đó là mấy con chim dữ. À. Đó người ta mới đưa vô con cái lòng xin để cho nó áp là bớt. Dạ. Rồi như mấy con mà quýnh đẹp á, như con giữa nè, thì người ta sẽ xài lòng vuông. Yeah. Lòng vuông thì nó tựa như lòng tròn vậy, nhưng mà nó cái không gian nó không có nhiều. Lòng tròn nó chạy nhiều quá nó mệt. Yeah. Chủ yếu là y như mình khống chế là bớt cái lối chơi nó để cho hiệu quả. Yeah. Ví dụ có ngồi bỏ vô lòng tròn quýnh đẹp lắm, nhưng mà nó quýnh được khoảng chừng tiếng yếu hiệu. Rồi mình mới bỏ vô đây mình ốp gọn lại, gọn lại để cho nó đi chậm rồi bớt một tí. Yeah. Ừ, cái đó là do kinh nghiệm chơi, nhìn cái nết mình chơi mình chọn. Anh tổ chức giải thường xuyên á, anh có thể kể giùm em tiêu chí một con chim mà gọi là dữ, con chim gọi là hay á, thì nó bao gồm những cái tiêu chí nào? Như con chim mà chấm á, là nó chấm cái hình xong rồi, nhưng mà phải cái nết quýnh phải xuyên suốt. Dạ. Chạy cào nhiều, ví dụ nhất là con chim ché là tuyệt đối. Ché là coi như là nó cắt tiếng ché lớn là nó cộng, nó nói chung là vô tuyệt đối á. Dạ. À, đó y như con nãy mà con 32 vậy đó, ché cái cứ ché là vô, ché là mạnh nhất. Ồ. Ừ. Rồi thứ hai là bung xè, như con bung xè bung xè cánh gung 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 là nó chỉ hô tiếng ché thôi. Dạ. À, coi như mạnh nhất là ché, sao tới bung xè. Rồi ví dụ tới thứ ba là chạy cào quýnh đều. Ừ. Không bỏ nhiều, quýnh sàn qua sàn lại rồi. Đúng rồi, là linh động á, hay nó linh động. Đúng rồi, là con chim đó là ba tiêu chí đó là mạnh nhất. Rồi bắt đầu ăn hô chim trên sào nữa, có khi mình chậm nhưng mà có những chú chim lỗi là những chim bị gất trước. Yeah. Như dĩa lông rồi cắn nan cắn chân nhảy bố. Yeah. Mà mấy chim đó sẽ gất trước những chú chim chậm. Yeah. Rồi tới bắt đầu chọn tới những không có chim lỗi thì người ta mới chấm chim chậm hơn. Ví dụ như con chim bên trái nè, đó như sập màu mà chạy quảng ra ngoài là người ta bỏ chấm, bỏ thái độ quay mặt ra ngoài không? Không có tham gia vô cuộc chơi. Đó, như con giữa là ghim quýnh vậy là ok nhất. Đó. Ví dụ như mấy cái lỗi mà rỉa lông, ăn uống, chụp lòng thì mình dễ nhìn thấy rồi. Mà nãy trong quá trình anh chấm á, anh nói là con chim này chậm một nhịp. Đúng rồi. Chậm một nhịp thì là sao ta? Nè, ví dụ như lòng vuông này nó chậm, nó quay ra ngoài mà nó không có thái độ á. Nhưng hàng thái như là bỏ đấu. Có nghĩa là ở trong đang đấu mà này nó quay nó ra ngoài mất tập trung, nó quay ra ngoài gọi là chậm. Như con ngoài biên bên kia cũng vậy. Dạ. Đó là nó quay ra ngoài, à, quay ra ngoài. À, như bỏ. Hai con này đó giữa là đang quýnh. À, dạ, đó, dạ. Rõ ràng luôn ha. Ok, hiểu rồi. Nếu mà chấm là hai con bên đây. Dạ.
Đó, hai con giữa là đang quýnh thái đậu, ok. Đó, như đứng dòm ra hoài vậy là bỏ đấu. Dạ. Nhưng mà ví dụ vô quýnh mạnh rồi như con giữa mà bỏ một lần thì vẫn vô. Dạ. Nó vậy nó mình phải tính theo cái nhiều lần hay là ít nữa. Dạ, thì cũng tùy vô trên sào. Trên sào, đúng rồi, hiện nay là tiêu chí là nó chung chung. Dạ. Nhưng mà chủ yếu là thực tế trên sào chim nó quýnh nữa. Dạ. Như có nhiều con, ví dụ như đang quýnh mạnh hơn mạnh vậy đi, xui cái quẹt cái cánh cái nó cũng phải gớt hơn cái con yếu. Dạ. Này lõi trước, lõi gớt trước, rồi chậm yếu gớt sau. Đó, nó vậy. Theo anh thì con chim mà bự con cái nhỏ con nó có quyết định cái thể lực gì không có nói được gì hết á. Dạ. Ăn thua thể trạng chim, không thể trạng chim. Có nhiều con nhỏ mà nó quýnh ghê lắm. Nhưng mà có nhiều con bự thì nhưng mà đa số bự thì người ta chọn nhiều hơn. Dạ. Tại trước mắt ai mua con bỏi thì người ta phải lựa con đẹp rồi. Ừ. Còn cái con nhỏ là những cái con mà ví dụ như đang thi trên sào mà lấy giải. Dạ. Thì người ta mua. Dạ. Còn giờ ví dụ như bỏi bày vi bảnh đó. Thì em qua mua phải lựa mấy con bự đẹp, mòng mặt chân cẳng ok. Dạ. Đó, thời của em là con chim quế là bự con, đúng rồi, người ta đem về giờ vẫn nó vẫn bự mà vẫn bự con thì đó, thì nó giờ quế vẫn bự nhất nhưng mà giờ nó cũng hiếm hàng rồi. Yeah. Giờ con bỏ quả chưa chơi 7 triệu rồi đó. Ghê à. Hồi xưa bạn chim quế mình mua 200 hay 400 đúng rồi, quên rồi, mua lần 30-40 con thì em thả trong cái chuồng chim em á, sao mà giờ quả nó hiếm à. Hiện giờ chim bỏi mà nguyên hùng nó cũng 200-300. Yeah. Nhưng mà dùng khác. Và người ta lựa như mấy con mà bẫy đấu mà vừa bẫy được á là 3-4 triệu. Chữ. Tại vì là ta bẫy đi bẫy nó quay clip trực tiếp cho em. Nó có clip đấu ở trên đó. Dạ. Ví dụ vừa bẫy xong lại giao cho em là từ 3 triệu đến 5 triệu. Những cái con chim mà nó như hồi nãy là ba con nhất nhì ba của nó là nó trên 200 triệu, trên 200 triệu á, con 70 đến 80 con. Nhưng mà vấn đề là mỗi một tuần nếu mình chăm sóc tốt mỗi tuần nó sẽ, đúng rồi, có tuần có thu nhập. Đúng rồi, có một con ví dụ đi thi hai tuần, một tuần thi hai lần bình thường thể dạng tốt á. Dạ. Là thi ok hết rồi. Có con thì thể dạng yếu thì một tuần hoặc 10 ngày cũng thi một lần. Dạ. Nó tùy theo con chim. Với lại bây giờ ngày xưa nha, ngày xưa em á là lúc đó người ta quan tâm tới cái giọng của cái vùng lắm. Cái đó là hồi xưa người ta chơi chớp giọng. Chớp giọng đúng không? Còn bây giờ là hiện tại là người ta chỉ chơi là đấu với hót. À. Có thấy hội thi tiếng hót chim vào màu là đấu hót vậy đó. Đấu hót thôi, không quan trọng không có giọng gì hết, giọng gì cũng được, miễn sao không có giọng máy, giọng quýt quýt á. À quýt quýt là máy. Là gớt. Dạ. Dòng hoài là không chọn gớt nhưng mà vô tới giải mà quýt quýt là gớt. Dạ. Nhưng mà dòng hoài là không gớt. Nói vậy. Với những cái con chim mà đột biến, con chim mà bạch tạng này nọ thì cái thể lực của nó có tốt như cái chim thường không? Mấy con đó thể lực rất là yếu. Ví dụ nó lâu hiếm lắm, vài trăm con mới có con thi chung được chim đen. Dạ. Chứ không phải là con nào cũng thi được. Dạ. Có nhiều con thi với chim đen chừng tớp là rớt. Mấy chịu con nổi. Đúng rồi, nó yếu, nó thi không nổi. Chỉ có mấy con chim đen mới thi bền thôi, chứ còn mấy con chim kia là chủ yếu là ta chơi cẩm. Thì dạng bệnh mà, nó là dạng thì bệnh đó. Lỗi mà. Mà giờ nó cũng nhập chim bên nước ngoài dễ, nó đổ hừng gen rồi. Dạ. Nó cũng ra bạch nhiều lắm. Thì em thấy giờ bạch nhiều, bạch nhưng mà mắt đen chứ không được bạch mắt đỏ. Không, mắt đỏ cũng nhiều. Nó nhiều luôn rồi. Giờ mấy đó giá nó cũng không cao lắm. Hồi đó là con 70 chứ giờ tầm mười mấy 20. Ôi, rẻ dữ vậy ta. Hồi đó em mua 120 á. Đúng rồi. Thôi em mua là 120. Rồi giờ nếu mà chim con mà mua nhiều 7 triệu. Trời. 7 triệu đến 10 triệu. Rẻ dữ à. Nhưng mà vấn đề là nó chỉ đẹp thôi chứ nó không chơi được. Đúng rồi. Hiếm con nào chơi được. Dạ. Lâu lâu mới có con thi được. Bởi vì mấy người mà chuyên đi thi như anh thì anh nuôi đâu có thời gian đâu để nuôi vợt hoài. Yeah. Con đó phải đi vợt suốt vậy, rồi lâu lâu mới có con thi được. Như một năm mà anh đánh khoảng bao nhiêu giải? Ngày nào anh cũng thi. Ngày nào anh cũng thi hết. Vậy có Tết là do dạng kẹt trong tài, em chấm phụng với anh chủ yếu anh thích đi thi. Thích đi thi. Nghĩa là hôm nay đi đi cõi này, mai đi cõi khác. Đúng rồi, từ thứ hai đến chủ nhật ngày nào anh cũng thi á, chỉ có ngày thứ ba là anh không thi là do cõi anh thi. Là mình đấu dứt mình đâu có bỏ chim như chị. Coi như là ngoài cái giải tuần thì sẽ tới giải tháng. Đúng rồi, rồi giải đấu trường nhỏ. Đấu trường nhỏ đấu là? Đấu trường nhỏ là ví dụ như vé 500 ngàn. Mà đấu nó tiếng đấu trường là có quy định số lòng.
Ví dụ như em tổ chức đấu trường 50 lồng là chỉ được 50 con thi thôi, em phải đăng ký mới được thi. Đó, thì ví dụ như nó là đó người ta mới kêu đấu trường, còn như giải tuần sáng có thi là như bữa mùng 7 nhà ăn quá mình thi hoàng có năm á là 215 lồng. 215 lồng nhất xe máy đó, hồi nãy cũng vô giải ba đó. Dạ anh của Lâm Bình Dương á, bữa được giải ba là con nãy giải ba luôn á. À con nãy giải ba luôn, nãy giải ba là 92 ta không con 32 32 92 giải nhì, 92 còn 42 nhất. 42 nhất. Đó. Nhưng mà nếu mà 200 lồng thì cứ treo dài lên hay là chia ra bảng? Không, nó cũng là 4 hàng. Ở này thi là 4 hàng hết, 4 hàng. 4 hàng cứ kéo dài ra hết ra. Rồi 10 trọng tài chấm. À, 10 trọng tài chia ra mỗi trọng tài khu khu. Cũng khu y như nãy là bên đây ví dụ mà có ai nấy chấm vậy. Yeah. Rồi bắt đầu vô trong là nó sẽ dồn trọng tài lại chấm chung một bảng. Ví dụ một bảng đó là 3 người. Thì ví dụ như em quyết định con đó gớt, anh cũng phải quyết định con đó gớt. Rồi ví dụ có một người quyết định con đó nhưng mà hai người quyết định con kia thì số đông thắng. Số đông thắng. Đó, thì chung một bảng thì sẽ chia ra một bảng 3 người. Nếu mà giải lớn vậy sẽ hơi đó, là tới vô trong bảng 10 người, 9 người, 8 người. Thì... rồi nó chia ra nó chấm. Bình chán luôn à, 200 chắc là nó y đúng rồi, thì bữa nguyên cái nhà không quá. Đó. Thì, bởi vậy này người ta thi nó hứng. Dạ, em thấy nó có không? Cái cảm giác đó. Còn ví dụ như giờ em thi mấy cái môn kia nó có 20-30 rồi chán. Đúng rồi, thi như gà, gà bữa mới làm bên mùng 9 có 29 rồi. Giờ còn gà nào không anh? Anh còn nuôi 2-3 con chơi giá. À, nó xuống quá. Ít người chơi. Hồi xưa anh Thành cũng là một người chơi gà Tân Châu rất là nổi tiếng ha bạn ha. Cũng tổ chức giải đồ này nọ thứ. Rồi sau lúc đó ngưng gà cái chuyển qua chim luôn. Đúng anh. Rồi. Đúng qua đây coi giết nè. Coi giết luôn hả? Mà lúc anh bắt đầu chim này là anh cũng chưa biết gì luôn. Chưa. Qua anh ngồi coi giết 3 tháng anh mua một chim. Ồ. Mà như có cái duyên á. Dạ. Cái con mà anh mua đầu tiên á là đi thi tới hiện tại bây giờ bán cho người ta vẫn còn lấy giải. Ôi, 7-8 năm trước rồi đó. Đúng rồi, là con chiến binh 72 nếu mà ai mà chơi chắc cũng biết. Dạ. Như đó, như có duyên mua con đầu tiên là đi thi là có giải. Dạ. Một tuần sau là anh đi thi là có giải luôn tới giờ. Có duyên tới giờ luôn. Hàng chị thấy anh vô sâu mà gọi là chuyên gia luôn á, đầu tổ chức rồi này nọ thứ. Mà cái con này cái gọi là ta, cái tuổi đời thi đấu nó khoảng được mấy năm ta? Có nhiều con nó thi được mười mấy năm vẫn còn thi được. Rồi vẫn có giải này nọ. Có con thì thi 2-3 năm hết thi được. Nó cũng y như cầu thủ. Dạ đúng rồi. Có cái đỉnh cao phong độ. Đúng rồi, rồi. Có dưới nhiều khi có nhiều con nó đang thi cái bị bệnh. Dạ. Như sốc cám cái nó bị chảy á. Dạ. Nó bị đường ruột á là nó hư luôn. Ừ. Như hồi nãy có con 91 là con đó mùa rồi rất là hay luôn. Rồi giờ bị nuôi sốc cám đi đường ruột, bây giờ đi khoảng chừng 8-9 vòng vậy yếu. Mất sức ha. Đúng rồi, mấy con đó thì khó gì vậy đó. Ừ. Có nhiều con thì nó ổn định, nó đi mùa nào cũng mất. Quá hay rồi. Ừ. Bởi vậy cái bộ môn nào khi mà chúng ta đam mê, chúng ta chơi chuyên sâu, chúng ta tìm hiểu là thấy rất là thú vị luôn các bạn. Trong này là phải nói là so với cái thời em mà chơi chim thì bây giờ nó đã gọi là nâng cấp rồi, rất là nhiều thứ luôn rồi. Mà em nghe em lùng bùng luôn, không hiểu gì luôn. Ok, thank you anh rất là nhiều. Hôm nay đã có những cái chia sẻ để cho mọi người có thể biết thêm về cái bộ môn thi chim cảnh cũng như là cái cách đấu chim rồi như thế nào. Tới, rất là hay luôn. Tư có gì em điện em. Dạ, Mộ Tư hú em. Mộ Tư là một cái giải lớn mà... 10 xe, giải 10 xe ở đây. 10 xe máy luôn. Rồi, bộ còn sắt tổ chức. Ở đây luôn ha? Đây luôn. Ok. Ừ. Rồi, hẹn lại các bạn 1 tháng 4. Đúng rồi. Rồi, mình sẽ lên đây mình quay cho các bạn coi. Ha. Rồi. Thank you anh rất là nhiều luôn. Ok mọi người, chúc mọi người sẽ clip vui vẻ và nhiều sức khỏe. Bye bye. Ok anh.